Ngày hôm nay thì em có một bé lớn tham dự thi test ở một này. Bé nhà mình thì rất là thích đá bóng. Thì thường hàng ngày bé sẽ luyện tập khoảng 30 phút. Còn hàng tuần thì bé có khoảng 4 buổi tập luyện ở các câu lạc bộ cộng đồng. Chị thấy hôm nay bé tham gia thi đấu thì cũng với tâm lý thoải mái, cũng vui vẻ. Và trước hết cái mục tiêu đầu tiên ấy thì là cho bé cơ hội trải nghiệm. Còn nếu như bé được vào vòng trong thì đấy là cái điều là rất là tốt. Thì bé sẽ càng có cơ hội để kiểm tra cái thực lực của bản thân nhiều hơn.